nào. Thấy để luôn để là con thích lắm. Có anh ở nhà không nhỉ? Anh mình làm gì ạ? Anh chim nhà mình có bán không? Ừ, có mà. Có, xem lấy cho em một hai đôi với. Dạ vâng. Mình lấy thịt hay là lấy nuôi nhỉ anh nhỉ? Em lấy nuôi thôi. Lấy nuôi thì em bắt cái mấy cái đồ hơi non một chút mà nó ra tổ, tức là nó bay được. Rồi thì nó sẽ cái con to này không được. Không, những con to này nó không không hay. Những con già này nó không hay. Vâng, thế anh bắt cho em ba đôi đi. Mở bên bên này anh kéo cái này, anh kéo cái này rồi, kéo cái này ra xong anh. Bao nhiêu tiền anh? 450.000 anh. Dạ vâng, anh xin. Em ơn nhé. Dạ vâng, cảm ơn. Em đi luôn này. Dạ vâng, uống nước anh ơi. Em đi luôn này. Mới thôi. Quả nó mọc ra. Ừ. Nhớ. Đẹp đấy. Cười nó ngủ. Cười nó ngủ. Đây là chúng đâu ấy?
sao? Đây xuống đây, đúng rồi. Rồi. Con đừng có trúng vào cây của nó đi nhé. Vâng. Xẻng cho bác nào. Không có thích xẻng. Cho bác xúc xúc một tí nữa. Không. Con đi làm cái đống kia kìa. Đi. Con lấy hót xuống nhé. Hót xuống mấy gốc ở gần đấy con đi. Đây nha, ở đây chăm chị nha. Làm với á, con biết làm không? Có. Con sang góc kia kìa. Biết làm không? Có. Đây này, con cào cái này vào này, cào đất này này. Con làm thế này này. Đấy, con cào và che vào nhá. Con cào bới vào. Con đừng cho trúng vào lá của nó đi nhá. Gần quá thì dùng tay nhá. Gì đây? Vương hoa cho bác hả?
Bác cảm ơn nhé. Yêu bác một cái. Anh Nhu yêu thích hả? Được rồi. Tặng bác bông hoa. Yêu bác này. Yêu bác thế à? Mau lên. Con đang không đi vào gần thế đâu. Thì nó rót cho nó nhanh lên. Ra đây nhanh nhanh con ơi. Đi vào đây. Đấy, nó đuổi cho. Giờ con không đi vào gần nhá. Nhá. Đấy, nó cắn cho đấy. Xong rồi. Bác ơi. Ừ, đấy. Xong chưa? Xong chưa, mình mọc chưa? Mọc rồi kìa. Đấy. Thế này sắp được ăn rồi đấy nhỉ? Ừ, nó mọc rồi. Hôm nay nó ăn được ăn á. Ừ. Này, nó cũng mọc rồi. Con ơi. Cái này nữa. Mà gốc này chưa thấy đâu nhỉ? Đây, gốc này đây. Ừ. Đâu rồi? Bác ơi. Bác. Ôi, cục. Cục đen. To quá. Cục đen đè hết rồi. Mọc nhanh lên. Mọc nhanh lên, con ăn rau. Ừ. Dừa đấy. Cái này là cái đố. Cái đố. Ừ. Được rồi mấy đấy. Được rồi, con đừng có giấm vào nha. Ai được trước đây? Ai nhanh trước? Ai nhanh chân hơn nào? Rồi. Nó ăn nghe nó đói lắm rồi. Con ở nhà một mình chờ bác nhé. Vâng. Con không sợ đâu nhé. Vâng. Con học bài đi nhé. Vâng. Tập tô tập vế nhiều vào. Mai con mới biết được nhỉ. Con mới giỏi chứ. Chim mang về đây. Chim em mang vừa mua về mà lúc nãy đi qua thấy đẹp đẹp mua về hai ba đôi. Thế em vé ra đây nhá. Thế bây giờ em vé cái này nó để dễ hình dung thôi. Làm cái mái nó như thế này. Bữa này hết mực. Hết mực. Chết rồi. Bất chi thế này. Cấp kia hết.
Để làm này thôi, xong là ngăn cái tấm ngăn trên này là anh bắn đua ra cho em khoảng tầm 10 phân nhé. Xong là ngăn ở đây nữa. Đấy cái chỗ cái lỗ nó vào. Thế này thôi mà. Anh cứ hình hình xong ấy làm như này. Làm rộng xong mỗi tổ anh cứ làm tầm khoảng rộng thế nào để hai một tổ hai con đấy. Hai con một tổ nhé. Giúp em nhé. Em trông cái đấy với đây chú nhé, theo chú không? Theo chú nhé. Ngoan thế nhỉ, ngoan thật đấy, không sợ à. Ông làm xong rồi. Chân ghế xong rồi mình mới đặt cái này lên này. Thế nhà anh có đinh cho em xin mấy cái đinh không? Có. Xin mấy cái anh. Con ở nhà chờ bác nhé. Này bác bảo này, con ở nhà nên nếu mà tí nữa ai có ai vào nhà mình ấy, con lấy cái gì về cho con ấy, hay là gặp con làm cái gì thì con lấy cái đưa cái tờ giấy này cho nhé. Ở để đây nhé. Vâng. Con ở nhà đi. Để đây thôi, đi con ở nhà đi. Con ở đây thôi. Để đây nhé. Ở nhà nhé. Vâng.
Bao nhiêu tiền anh? 200. 200. Thế em cảm ơn nhé. Em gửi đấy. Em cảm ơn đấy. Thôi em đi này. Vâng. Em cảm ơn nhé. Con đang làm gì ấy, con ơi? Con đang làm gì ấy? Bố lấy chim về cho con nhé. Lấy chim về cho con nuôi nhé. Đấy. Cái nhà của chim đấy. Ừ, chim này bố mua chim về cho con đấy. Chim một cầu ấy. Đẹp không? Nó đẹp không? Cần nó rút tay á. Cần nó này. Không, không được kéo nhá. Con đang làm gì ấy? Bác con đi đâu rồi? Bác con đi làm. Đi làm rồi á. Thế bố để bố đi làm cái chỗ để ấy nhá. Để đấy cho chim ở nhá. Vâng. Không để đây. Bố này làm gì ấy? Bố này hả? Bố này để cho con chim đi vào ấy, nó đi ra vào, đi vào đi ra để nó ngủ ấy, đi ra ngoài chơi ấy. Thế à. Nào, để bố đi làm chỗ ấy thôi nhá. Để ra ngoài thôi. Bố đang làm cái đang định làm cái nhà cho con chim ở đây. Làm ở đây này. Nhà đấy. Làm ở chỗ này ấy. Kia này nhà con lợn nữa. Chắc làm cao tầm này thôi nhỉ. Tầm này đó. Để cho nó ăn gì. Thôi không cho con nhịt được á. Con chơi xích đu à? Chơi cẩn thận nhé con nhé, ngá nhé. Ngá bị đau đấy. Cái này thôi. Bố ơi. Ơi. Bố vác đi làm gì? Bố vác đi để làm cái cột đấy. Cột để cho con chim nhúng vào á. Ừ. Để cái nhà con chim lên đây. Nó
cho nó cao thế mà con nhịp được á. Con nhịp được tổ chim á. Bố. Cẩn thận nhé con nhé. Bố lấy lòng nó làm gì ấy? Bố lấy hố để cho cái cột ấy. Con bé nhá. Con không. Cẩn thận ngã nhé con nhé. Ngã đấy con ạ. Ra đứng đây để bố làm. Cẩn thận nhé con nhé. Dốc lắm đấy. Cái này dốc lắm á. Lúc đấy nó dốc về á. Sâu ấy. Bố đào để chôn cái cột này này. Nó mới chắc được chứ. Sâu nó mới chắc được chứ. Làm cái nhà cho chim mà. Làm sâu cho để làm được á. Ừ, chắc chưa? Chắc lắm. Cục này chắc thế. Chắc mới thấy được được lâu chứ. Làm nhà con chim mới được chứ. Không thì nó cả đầu con. Bố là chắc. Chắc không? Đầy được không? Đầy không đầy được. Bố còn không đầy được đấy. Đây này. Chắc lắm rồi. Nhà con có cái búa không? Có. Lấy cho bố mượn này. Lấy ra đây cho bố nhé. Con chơi ở đấy rồi, bố làm. Một làm chắc chắn là gì không? Chỉ có gạo không? Có.
mấy con. Chị ơi cân cho em 10 cân đấy. Cân thế không thì lấy túi này này, túi này cũng 10 cân đấy. Cũng lấy ở đấy 3 da mà. Cái này cũng giống cái này à? Ờ cái đấy cũng giống lấy ở trong trong bao đấy ra mà, cũng như nhau. Đấy, em lấy cái này được. Ờ đấy, lấy cái túi đấy. Túi này 10 cân à chị? Túi đấy 10 cân đấy. Sắp được vào tổ mới rồi nhé, ở đây chờ nhé. Nó vào tổ mới nè. Con giữ mình thất, cho bố. Con giữ bố nhé, nó bay ra ngoài nhé, bay là mất đấy nhé. Cho nó bay đi, cho nó chơi. Sợ không? Sợ. Con giữ cái chỗ này cho bố này. Ôi, con chim trắng quá. Mà con che cái này vào. Che cái này vào đi. Để bố cho nó vào đây. Vào tổ đi chim ơi. Đi vào tổ đi. Vào tổ đi, vào nhà mới đi nhá. Vào tổ chắc đi một tí. Một tí chơi nhá. Chơi một tí đi. Lên chức. Con thấy để bố để vào. Cẩn thận đi con nhé. Con dưới này bố, để bố bắt con này lên tiếp. Con này bố, cái mồ câu nó đẹp ấy. Đẹp không? Đẹp. Con đẹp. Con thích không? Có. Thế con ở nhà con, con lấy ngô lấy thóc cho nó ăn nhá. Vâng. Bảo bác gái để nó 2 ngày mới được thả nó ra chơi nhá. Ừ. Không là nó sẽ đi mất đấy. Như thế. Bây giờ tối rồi á. Nó chưa quen là nó ở mấy hôm nó mới ở đấy. Nhốt nó mấy hôm nó mới ở đấy. Con lấy ngô cho ăn nhá. Con xem nó. Đấy, con đừng mở ra nó bay đi ấy. Bây giờ nó chưa quen đây này. Thấy chưa? Con thấy rồi. Nào, để bố che vào nhá. Đẹp không? Đẹp. Con này bác cho con này lấy ngô lấy thóc cho nó ăn nhá. Ừ, con đi lấy ngô.
Đây để bố lấy lên cho nhá. Con lấy cho nào với. Rồi. Ăn ngon nhá. Ăn ngon đi nhá. Lấy cho cả hai con này. Ngon ăn đi nhá. Đấy, ăn đi nhá. Ăn ở đi đây với Su nhá. Ở đây Su nhá. Mai mày thả nhá, đóng cửa lại. Xong rồi. Con phải cho nó ăn đều nhá con nhá. Bố về luôn nhá, con bảo bác là cho ngô cho thóc cho nó ăn nhá. Vâng. Cho thóc nó nhá, bố đi về luôn đây. Bác bảo thế à? Cái gì đây? Bố biết rồi. Con đi vào nhà đợi bác đi nhé. Bảo bác là mấy hôm nữa thì bác mới về gặp, bố mới về gặp bác thế nhé. Nhé. Bố về đây. Con bóc ra cho nó ăn đi. Con sữa của con đây này. Bạn ơi, ăn bim bim không? Con ơi, ăn ngon lắm. Thật chứ này. Nó thèm lắm rồi nhỉ. Dạ rồi. Con ăn đi, con ăn một phần đi. Không ăn một phần. Đấy, con ăn đi. Không. Con ăn nhá. Sữa của con đấy nhá. Con cho Bạch ăn này cái này hết đi xong là uống sữa sau nhá. Bác đi cất đồ đó.
con cho nó đi. Bác đi mua dầu ăn. Cái này chín này. Sữa. Lúc này bố lấy chim nhà mình, bố lấy chim cho nhà mình. Bố lấy chim mà cho nhà mình ở đâu? Ở kia. Cứ đi xem nào. Con đi không? Đặt sữa ở đây. Có. Ở đây cũng có. Rồi nó đi không? À, ở đây ở trong trong đóng vào. Đóng vào. Ở trên này nó có. Ở đây à? Đây cũng có hai. Con thích lắm thả nó ra. Ừ. Bố con đi lâu chưa? Lâu rồi. Chim nhiều con chim thế. Thả nó ra đi. Thả nó đi không? Vâng, chém ra. Thích nhỉ? Cú 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 nè. Nha nha nha. Nha nha nha, nhà ở đây nha. Con nó thích không? Có. Thích lắm à? Đấy, mai nó để trứng để nhớ nhiều con nhỉ. Đói rồi. Con la đấy. Nó ra ở cùng nhau chưa? Ở đây này. Một con trên kia, một con trên này, dưới này này. Mái nhà của con trên cây xoan. Ở đây nhé. Ở đây bạn Thu nhé. Con nói đi, bảo nó đi. Ở đây bạn Thu nhé. Ờ, không đi đâu nhé. Ôi, con nhảy lên xuống, con nhảy xuống cái nước chảy, ôi con đuổi ra nó. Chơi hết à? Một con, hai con, ba con, bốn, năm con, sáu con. Con nào xuống?